Tiền lẻ thì muốn đổi thành tiền chẵn, chứ tiền chẵn là không bao giờ đi ra hết á. Và vì vậy người ta làm cái ông thần giữ của. Và cái ông thần giữ của này khi thân hoại mạng chung, chôn cái của đó chỗ nào thì làm rắn để giữ của chỗ đó, giấu ở chỗ nào mà chưa có sử dụng được thì làm chó giữ cái nhà đó. Giữa chó với rắn làm chó còn có phước hơn, chứ làm rắn là nó sẽ đi đến thoái đọa. Tại vì khi mà nó đào cái hang rắn nó ở đó để nó giữ cái tài sản đó, mà ai tới mà đụng tới cái tài sản nó sợ mất, nó mổ liền, thì cái chúng sanh nào mà chết vì cái đó thì cái nghiệp sát của con rắn này tăng lên. Cho nên có cái phước giàu có đó mà không biết sử dụng cái phước đó để tạo những cái phước lớn cho mình á, mà bo bo ôm cái tài sản đó, thì cái đó là cái tai họa cho mình, tái sanh không được làm người. Mà phải làm đó, cái chúng sanh nào đó để mà bảo vệ cái tài sản của mình, thì với chị còn gì là cái con đường tiến hóa tâm linh. Cho nên phước nhiều mà cái phước trí tuệ đó nó được phát sanh, thì như vậy đó nó mới làm cho cái phước báo mà về vật chất này nè nó đem lại cái sự tốt đẹp cho cái người đó. Còn nếu như mà cái người mà cái phước báo vật chất nhiều mà cái phước báo tâm linh nó ít á, thì quý vị thấy nó đi cái con đường băng hoại. Thí dụ như giờ vậy, đây là những cái chuyện mà nó xảy ra nhan nhản đó. Vợ chồng cực khổ với nhau từ khi tấm cám, bây giờ bắt đầu ăn nên làm ra có địa vị rồi, thì cái khi đó nó nhìn lại đó, cái người vợ của mình đó, tay chân thì chai hết, người thì là coi như là không có cái gì mượt mà nữa hết, trong khi mình có địa vị, có tiền bạc. Thì bây giờ tại sao nó không sử dụng cái tiền bạc, cái địa vị này đó để kiếm một người trẻ trung hơn? Quý vị thấy không, khi cái đồng tiền mà nó không có cái phước trí đi đó, thì người ta sẽ đi vào trong cái sự thọ hưởng. Và bây giờ cuộc đời còn nhiều thứ nếm trải, tại sao không nếm trải? Đây là vũ trường, đây là bar, đây là casino, đây là gái, tất cả những cái thứ đó tại sao mình không hưởng? Thì đi vào trong cái con đường thoái đọa đó. Hoặc là khi mình không bị như vậy nhưng mà mình đó nuôi con của mình đó mà không có cái thì giờ để gần gũi nó, để mà hướng dẫn nó, mình chỉ nghĩ một điều duy nhất là con mình không thua kém ai hết á. Nếu cần thầy dạy giỏi cỡ nào mình cũng thỉnh lại được, nếu cần học cái trường danh tiếng nào mình đưa đi cũng được, mà cần đi du học nước ngoài cũng có, muốn cái gì có cái đó. Thì như vậy con mình hơn người ta rồi thì chắc chắn thứ khác nó sẽ hơn theo. Nhưng mà thưa quý vị, không, quý vị thấy cái đồng tiền này nó đem đến cái gì? Cái đứa nhỏ nó sẽ không có học, mà nó dùng cái tiền đó để nó làm tất cả những cái gì mà nó cho rằng cái sự thọ hưởng tốt của nó. Vì thế nó đua xe chưa? Đua xe mà cho đến nỗi là bịt cái băng tang ở trên đầu, để mà coi như là trả cái hiếu cho cha mẹ, rồi bịt con mắt lại, rồi cắt cái dây thắng đi, rồi bắt đầu mới chạy. Thì cuối cùng muốn ra sao rồi ra, coi như đã giải quyết xong rồi. Chứ đừng nói chi mà tiền của cha mẹ nó thì nó cứ lấy vô tội vạ để mà nó sử dụng vào trong những cái cuộc vui không bao giờ ngừng lại của nó. Thì quý vị sẽ thấy những cái đồng tiền đó là những cái đồng tiền mà nó đưa cho con người ta đấy đi vào trong cái sự đau khổ và cái sự thoái đọa, nó không có tiến hóa được. Cho nên là hiểu như vậy chúng ta mới biết cái cách sử dụng tiền.